quả xinh đẹp thế mà hạ khấy nữa rồi ai chịu cho nổi. Dạ em là người Quảng Trị, chị Quảng Vinh, con em Quảng Trị, cho nên em chỉ cách nhà chị trong km thôi. Mà rằng mà chưa mình mới gặp nhau hè biết. Ôi chú cha mẹ ơi, mấy mà hôm đi mơ từ đây hạ chứ không mới cùng mơ như cách 100 mét mà chả đơn không bao giờ mà gặp nhau trưởng rồi anh cho ngồi xuống đi tắm không biết hè. Hát chỉ được cho mệt nữa, hát nhiều quá rồi. Rồi mình ngồi luôn để ngồi đó. Sau một lát nữa, có chim chị muốn chị uống lít được. Mà em ngồi ngoài đi em ho vài câu cho chị được không? Dạ được. Thực sự ra là Quảng Bình á, là cái nơi mà có rất là nhiều giọng ca hay. Thường thường ở Huế mà tiếng cung vua á chị, là Bình Trị Thiên á, là tiếng cung vua đó, là những ca sĩ mà giọng hát hay là toàn Quảng Bình, Quảng Trị để tiếng của cung, hồi xưa là Bình Trị Thiên á đó. Thì mà nhất là Quảng Bình thì có những cái rung lấy đó, nhức nắp mà chị có rung được mà nó cũng mình em rung tiếng rung được chưa. Yeah. Chị chỉ có rung rinh tiếng rung được. Nhưng mà giờ sao mà